Ngồi yên, đưa tay lên. Quyến vào hồi nào vậy? Sao không báo trước cho tôi biết? Anh chị bình tĩnh thiệt, không một chút giật mình. Em được lệnh của tổng nha gọi về gấp nên không kịp báo cho chị biết được. Chú nướng cà phê nhé. Dạ, chị cho em một cái ít đường. Tình hình Nha Trang có gì lạ không? Nha Trang vẫn bình thường, nhưng ở Huế thì rất lộn xộn. Chú biết lộn xộn về vụ gì không? Dạ không, em chỉ nghe là tình hình có vẻ ngày càng sôi động. Hình như... Alo, tôi nghe đây. Dạ đúng. Thế à? Chúng tôi lại không được treo cờ Phật giáo. Từ xưa đến nay, chúng tôi từng treo cờ, có ai cấm không? Chúng tôi chỉ thi hành lệnh trên, còn tại sao cấm treo cờ Phật giáo thì đồng bào cứ lên dinh tìm trường mà hỏi. Không lôi thôi gì hết, bây giờ yêu cầu bà con hạ cờ xuống, nếu không, bắt buộc chúng tôi phải hạ. Chúng tôi không hạ, các ông có súng ống trong tay, muốn làm chi thì làm.
chính phủ đã chỉ thị cho các cơ quan phụng sự bất cứ tôn giáo nào trên các cơ sở phụng tự như nhà thờ, chùa chiền vân vân chỉ treo cờ quốc gia mà thôi. Chính phủ đã hỏi các tổ chức tôn giáo, họ đều đồng ý là công dân trong một nước chỉ treo cờ quốc gia. Lúc trước vì muốn tránh treo cờ đỏ sao vàng của Việt Minh hay cờ tam tài của Pháp nên có những tôn giáo treo cờ hiệu riêng. Nay nước nhà đã độc lập nên chỉ treo cờ quốc gia, các tư gia cũng vậy. Đây là nội dung chỉ thị của chính phủ. Chúng tôi yêu cầu thượng tọa ký vào bản thông cáo, phổ biến cho giáo hội và các Phật tử biết để chấp hành. Mô Phật, việc này quá lớn và tôi từ sẽ không đủ tư cách để ký vào một bản thông cáo như vậy. Tôi xin phép về để trình lên Hòa Thượng Tăng Thống giải quyết. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho tôi nói chuyện với thiếu tá phó tỉnh trưởng. Anh Sĩ hả? Anh lên trình với cậu là thượng tọa Thích Trị Quang không chịu ký vào bản thông cáo và xin cậu cho chỉ thị mới. Dạ. Dạ. Tôi hiểu. Dạ dạ. Sẽ làm đúng như vậy. Dạ rõ. Trình thiếu tá có đại lộc xin gặp gấp. Mời vào. Dạ. Trình thiếu tá, bọn Phật tử từ chùa Từ Đàm kéo xuống rất đông, dây đầy phát thanh và đòi phải phát thanh buổi lễ Phật đản sáng nay. Đại quý đã làm những gì rồi? Tôi đã cho xe vào rồng và xe tăng an ngự trước đài. Cảnh sát gia chiến cũng đã sẵn sàng. Đại quý đi ngay đi. Dùng loa ra lệnh giải tán. Tôi sẽ xuống ngay. Vì an ninh trật tự chung, tòa tỉnh trưởng ra lệnh cho đồng bào giải tán ngay, không được tụ tập bất hợp pháp. Vì an ninh trật tự chung, tòa tỉnh trưởng ra lệnh cho đồng bào giải tán ngay, không được tụ tập bất hợp pháp. Vì an ninh trật tự chung, tòa tỉnh trưởng ra lệnh cho đồng bào giải tán ngay, không được tụ tập bất hợp pháp. Thông tin,
dù lộn xộn ở Huế.